Trong dịp Tết lần này thì Cuộc Sống Diệu Kỳ cùng với em Tấn Quân quê Quảng Ngãi cũng đã góp chút lòng để mà trao hỗ trợ cho 10 hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu là những cụ già, những em bé có gia cảnh khốn khó. Mỗi suất quà là trị giá 500 ngàn đồng để mà hỗ trợ cho các hoàn cảnh đón Tết. Trong các vị thân đây mà để cô mua quà, quà để cô ăn Tết. Dạ, cảm ơn chương trình, cảm ơn thông, cảm ơn có bộ phụ nữ, cảm ơn chương trình hết. Thì hoàn cảnh cũng khó khăn. Cô có hoàn cảnh nhà cô là cô đã một mình mà nuôi con bị bệnh nữa, cho nên nhớ là cô cũng có mang chương trình và cô mở ra thử được nhiều trong đó con cũng mừng giùm cho cô. Dạ. Đau bệnh mà mấy năm nay đấy cô à, bây giờ sáng quá. Một mình mà nuôi mấy đứa đó. Dạ, còn nồi cháu ngoại rồi nồi con mà bệnh nữa, con bé bệnh nữa. Chàng con thì con nuôi nó thấy đau lâu quá ra cha. Khá đứa là con bé mà chồng bệnh lao ngày đó bị chồng quá chồng bỏ. Dạ, cho nên bây giờ cô phải thì cô mà dò một mình mà cô phải nuôi đứa con bé. Dạ. Ồ, mừng quá hỉ, sướng quá. Dạ. Con ăn chương trình với chồng. Chị ở Cuộc Sống Diệu Kỳ ở Quảng Ngãi là thì cho chị một món quà, cho chị bì thư đó để chị có tiền mua quà Tết nha chị. Chị nói thẳng biết giờ chị mở ra được bao nhiêu, chị cũng mừng, cảm ơn. Mấy chị sáng rồi. Chị này là chị đâu thẳng biết mọi người, chị chả thẳng biết sân lăn sân xuống không có. Mấy nào biển mát về cho mấy. Không có lồn gì nổi hết. Mà giờ con được bằng nhỏ an hạ khách rồi dùng dò thôi. Giờ con cũng nhờ giúp đỡ cho cô thôi chứ còn cô không biết thế. Giờ cô cũng nhờ giờ chị cũng biết em rồi mới với chị mất em thôi chị kia đi bữa bà xíu có được cái bình người bị thư mà chị cũng nghe kêu lên đưa chúng ta đưa thế cho mẹ đưa. Lên nhận tại vì chị là tới đây là em cũng xin cho chị một phần riêng cho nên em không ghét vô cái đó. Cho nên chị có gì vậy giúp đỡ cho chị vậy thì có mừng lắm. Thì chị mừng lắm gì cố gắng giữ gìn sức khỏe em chị. Cho cô mua gì Tết lo Tết. Cũng cảm ơn cho cháu mà trên băng truyền hình gửi cho cô mở cô ra cô thử ra được nhiêu con đó. Cô neo đây có một mình, có phần cháu ngoại ở phần cháu ngoại, phần cháu ngoại nó nghĩa vụ. Dạ, cô sống có một mình mẹ. Dạ, sáng gì tới chưa cô? Chưa, giờ thấy cha cũng chưa có. Cô này là cô Võ Thị Băng hả cô? Võ Thị Băng. Cô là cô sống một mình mà có nuôi đứa cháu ngoại nữa mà đứa cháu ngoại đi nghĩa vụ rồi mọi người ngoại nên nhớ là một mình cô cũng vất vả. Thì cô cũng có mai con cũng xin con bác con đó xin mà truyền hình người ta cũng gửi về 10 phần và con cũng đi tặng cho những cái người mà khó khăn như cô đó thôi. Sao nãy giờ là được 4 người rồi. Con cô thân cô có gì cô cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Gửi về cho con tặng cho bác chút quà để bác mua đồ Tết. Rất cảm ơn cái chương trình của Cuộc Sống Diệu Kỳ. Dạ, dạ bác mở ra cô thử trong đó được nhiêu trong đó mừng cho bác mừng. Dạ. Ô sướng quá được nhận quà. Dạ. Bé hồi xưa là nó ở ngoài đường hành ra. Dạ, bé Hương nó cũng lồn miếng ở ngoài đề đó bác. Công nhận chưa gỡ thư trên truyền hình. Dạ, bác cũng nói cảm ơn mấy người ngồi đó rồi bác lấy. Thầy cũng cảm ơn. Lấy dưa ra. Dạ. Tặng cho cô món quà. Dạ. Để cô lao gì tới. Cô cảm ơn. Dạ. Truyền hình cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân mà cô cũng hoàn cảnh của cô lần chiếc có một mình chiếc quá đó. Rồi con cô cũng nhờ có con để thông này thông cổm để cho ở trên người ta biết được cái hoàn cảnh cô mãi ra thử được nhiêu
được nhiêu mừng không. Cô này thì cô sống có một mình ở tuốt với cái bờ sông, một mình đơn chiếc không có ai. Có đứa con trê mà chết mất rồi, bây giờ cô sống một mình của mọi người. Cái hoàn cảnh này cũng ô nhiều hoàn cảnh khó khăn, thấy cũng tội. Được nam tam con. À, dạ ô mừng quá, mừng ông. Mừng quá con ạ. À. Lo được qua cái tái chứ. Dạ dạ. Dạ. Cô cảm ơn nha. Cái cuộc sống chịu cây ở đài truyền hình của mẹ đó. Để gửi về cho anh chúc quà nha. Đó. Đó, anh này là anh bị tâm thần nha mọi người, nói chung là cũng bị tâm thần nhẹ cho nên nhá là đó có thể trong bài thơ được nhiêu. Ai mở coi đi, mà ảnh bị vợ bỏ con bỏ, sống có một mình đây mà anh bị tâm thần nhẹ lúc nọ lúc kia cho nên nhá là không có vốn vô nhà mà không bữa đói bữa no cũng tội lắm bà con, tội lắm mọi người. Gửi tặng cho chị Huệ chút quà, chị Huệ mua đồ Tết ăn Tết. Chị này là chị bị bệnh mà chị sống với ba mẹ mà ba mẹ qua đời rồi, bây giờ chị ở nhà cháu cái bàn gì. Nhưng mọi người chị rất là hoàn cảnh chị rất là tội, bây giờ một mình ở nhà đây thì chị nấu thấy qua đó. Mở ra thử được nhiêu nghe, rồi để cho chị mừng nghe. Dạ. Chị 500 nghe. Thôi, con thích bà mở ra đi. Chứ con cũng không biết trong này là ở ngoài thì cũng để 500 đồng hết. Mà xong tết chưa? Bà không biết cả cái quán đi đâu. Bà này là bà không có con, không có chồng, bà ở một mình mọi người. Bà này bà ở một mình cho nên nhớ là bà nhờ sống cũng nhờ con cháu giúp đỡ của cô có mạnh thường quân nhờ. Ba, 500, cô sướng quá ha. Đấy bà, Phật anh có con em cho bà. Dạ. 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 Vợ chồng bớt chút quà để bớt lo sắm gì tới. Dạ. Rồi cũng có nghe. Dạ. Có hoàn cảnh này là hai bớt này là hai vợ chồng già mà tự dựa vào nhau. Không biết nhờ có thu nhập không có cũng nhờ băng thâu xóa đồ cũng hỗ trợ cho nên bớt cũng cảm ơn các cơ quan này mà nhà nước này giúp đỡ thì cũng mừng ba ngày Tết. Dạ bớt mở ra thử được nhiêu bớt. Dạ mở ra cho thấy là con có cho không biết là con cũng cầm cái bì thư với con không biết được nhiêu trong đó không biết ra. Dạ không được nữa. Dạ bao nhiêu là cho bớt mừng. Dạ nhà nước mà. Dạ thì chị cũng ơn cảm ơn cả cái ô sướng quá 500. Dạ thôi thôi ông bà già cố gắng giữ gìn sức khỏe nghe. Dạ có gì mua gì cần thì thiếu thì bắt mua vô rồi. Dạ lo tới năm nay là tôm máy hết rồi đó. Dạ câu cho bác thì gia đình cũng rất là chân thành cảm ơn những tấm lòng của có cháu làm ăn thành đạt và có tấm lòng để lấy những chia sẻ cho trẻ em là cũng như là gia đình chú có hoàn cảnh rất là khó khăn với lý do là mẹ của bé thì coi như là mất sớm, bé mới là chỗ đời rồi tới bà ngoại nuôi bé là coi như là từ hầu một ký tóm mà biết cho đến bữa nay rồi bà ngoại là cũng là có những cái cảnh đời nó bất hạnh, bà ngoại cũng bỏ đi luôn, còn là ông ngoại vừa là cha vừa làm mẹ vừa làm ngoại, bà ngoại luôn thì cũng thấy cái hoàn cảnh thật là đau khổ.